Năm 1974, hội nghị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp và đã nhất trí thông qua phương án của Bộ Tổng tham mưu chọn chiến trường Tây Nguyên làm chiến trường chủ yếu cho kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975. Ở Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn Buôn Mê Thuột làm điểm tấn công then chốt. Trước khi tấn công vào Buôn Mê Thuột, quân ta đã khẩn trương, táo bạo thực hiện kế hoạch cắt rời Tây Nguyên với vùng đồng bằng ven biển và bằng hoạt động nghi binh thu hút sự chú ý và lực lượng của địch về phía Bắc Tây Nguyên, tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực của ta có thể bí mật bất ngờ bao vây và cô lập Buôn Mê Thuột cho đến lúc nổ súng tấn công. Đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, sau khi kế hoạch trên đã được thực hiện thành công, quân ta nổ súng tấn công đánh chiếm Buôn Mê Thuột. Thưa Tổng thống, ông Đinh Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện đã tới. Chào Tổng thống. Tôi đang mong ông tới. Tôi muốn biết ý kiến của ông về trận tấn công Buôn Mê Thuột vừa qua của Cộng sản Bắc Việt. Đây là hành động phá hoại trắng trợn Hiệp định Paris. Thưa Tổng thống, rất đúng. Nhưng có nói cũng không giải quyết được gì. Điều quan trọng hơn cả là thái độ của chính phủ Mỹ. Đúng vậy. Đó là những điều tôi muốn nói với ông. Khi ký kết Hiệp định Paris, tôi đã cực lực phản đối. Nhưng người Mỹ cam kết nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp, họ sẽ tích cực can thiệp bằng những biện pháp đặc biệt. Bây giờ chính là lúc ta yêu cầu họ thực hiện lời cam kết đó. Thất thủ Buôn Mê Thuột đã đẩy Việt Nam Cộng Hòa đến bờ vực thẳm. Vì vậy, tôi hy vọng tiếng nói của ông Chủ tịch sẽ thuyết phục được Tổng thống Ford và nhất là Quốc hội Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp cho chúng ta. Thưa Tổng thống, tôi hiểu ý ngài. Tôi sẽ làm hết sức mình. Cảm ơn ông Chủ tịch. Mong ông hãy cố gắng trình bày cho rõ những điều đó với Tổng thống Ford. Tại sao để báo chính luận mô tả quân đội Việt Nam Cộng Hòa thất bại thảm hại như thế này? Có kiểm duyệt không? Sao không hốt hết báo đi? Loạn. Thế này thì loạn hết rồi. Tướng Phú đã làm tan rã quân đoàn 2. Có rút lui mà cũng không xong. Bộ Tổng tham mưu lập ngay một ủy ban về vụ này cho tôi. Trình Tổng thống, điều tra trách nhiệm của tướng Phú à? Không. Điều tra về toàn bộ cuộc rút lui. Nếu cần thì mời tướng Phú về trực tiếp điều trần.
để rút kinh nghiệm cho các quân đội khác. Tại sao lại tồi tệ đến vậy? Trình Tổng thống, trong lúc chờ đợi truy cứu trách nhiệm của tướng Phú, tôi thấy ta nên tìm một tướng khác thay tướng Phú làm tư lệnh để củng cố quân đoàn 2. Không có ai thay tướng Phú cả. Cái ta cần bàn là việc ứng phó ngay với tình hình xấu đi nghiêm trọng ở vùng 1 chiến thuật. Trước hết, phải giữ cho được quân khu 1. Như vậy nước Mỹ mới viện trợ bổ sung 720 triệu đô la và tiếp tế vũ khí. Nếu không làm được việc này thì mất hết. Mất đô la, mất vũ khí. Quốc gia đang bên bờ vực thẳm, các ông có biết không? Tôi đã trình lên Tổng thống Hoa về sự có mặt của ngài ở đây. Tổng thống rất quan tâm đến tình hình chiến cuộc ở Việt Nam hiện nay. Thưa ông, tôi muốn Tổng thống biết rõ mọi chuyện để Tổng thống có sự can thiệp nhanh nhất. Chúng tôi mất Phước Long, sau đó là Buôn Mê Thuột và đã rút khỏi quân khu 2. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ của Tổng thống, tôi sợ rằng nội các của Nguyễn Văn Thiệu sẽ không tồn tại được lâu nữa. Tổng thống biết rõ vấn đề của các ông và ngài đã ra lệnh cho chúng tôi phải tìm cách giúp. Nhưng đưa quân Mỹ trở lại Việt Nam vào lúc này là rất khó. Tuy nhiên, Tổng thống đã đề nghị sắp xếp để ông có dịp trình bày trước Hạ viện. Đây là những tư liệu cần thiết để ông sử dụng. Cảm ơn ông. Nhờ ông chuyển lời cảm ơn của tôi tới Tổng thống. Tổng thống của chúng tôi đã hứa với Tổng thống Thiệu là sẽ cử một tướng giỏi sang giúp Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch giải phóng miền Nam là 2 năm, có thể kéo dài sang năm thứ 3. Sau chiến thắng Buôn Mê Thuột, điều có thể rút ngắn được không? Tàu Tấn nói tiếp đi. Khi Buôn Mê Thuột bị mất, tướng Phú xin Sài Gòn cho quân tăng viện. Tổng thống Thiệu điều một lữ đoàn cơ động đổ quân bằng trực thăng thì bị quân ta tiêu diệt. Khi Pleiku tháo chạy, chúng nằm im mà. Thưa anh ba, tướng Ngô Quang Trường còn phải đối phó với quân đoàn 2 của ta ở phía Bắc. Còn ở phía Nam, lực lượng B2 đang hoạt động mạnh. Chúng sợ các lực lượng nổi dậy nên không dám bỏ trống địa bàn. Vậy còn chơi gì nữa? Thế của con người hiện nay như chiếc xe đang tụt dốc. Thưa anh ba, chúng còn đang trông chờ Mỹ đưa quân và máy bay vào giúp ạ. Chờ Mỹ vào à? Vào bằng cách nào? Ai cho nó vào? Mà dù nó có vào thì ta vẫn đánh cơ mà. Thưa đại tướng, có điện của anh ba ạ. Điện của anh ba? Vâng ạ. Anh Văn này à? Dẫn đây. Xin lỗi, đã đánh thức anh dậy lúc nửa đêm. Có ngủ được đâu anh. Cứ nghĩ đến trận Buôn Mê Thuột vừa rồi mà rào rực cả người. Không giống như hồi chiến dịch Điện Biên. Lần này tôi thấy có gì khác thường. Lạ lắm. Tôi cũng như vậy anh Văn ạ. Tôi có linh cảm như vần nước đã tới rồi. Phải đến lớn hơn nữa anh ba. Đây là trận mở đầu của cuộc tổng tiến công chiến lược mà chúng ta đã mong đợi từ lâu. Anh họp ngay với Bộ Tổng Tham mưu, đề xuất một phương án cụ thể. Tới đây họp Bộ Chính trị, anh trình bày luôn. Cảm ơn anh. Tôi sẽ cho triển khai ngay. Thank you.
Lương y Nguyễn Tấn Thành có nhà không ạ? Dạ có, mời bà vào phòng khám. Dạ. Chào bác. Bác Tám, bác có khỏe không? Trời, bác đang mộng cháu. Có chuyện gì mà bác buồn vậy? Nè, trồng cây không được hai trái, công lao bác cháu mình mười mấy năm tiêu ma hết rồi. Dạ. Có chuyện gì bác nói cho con nghe được không? Thằng Hạnh về giường rồi. Một ông tướng Ngụy về giường thì tác dụng không bằng cây cạc biên của Du Kích. Hai bàn tay trắng thì cái số của bác cũng hai bàn tay trắng. Dạ. Sao bác lại nói vậy? Công lao của bác có mất đi đâu. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã làm được nhiều việc cho cách mạng, hồi tướng Minh đảo chính diệm đó bác. Vậy chứ giải phóng Ban Mỹ Thuật vừa rồi có liên quan gì tới báo cáo của Hạnh không? Việc này thì cháu không được biết, nhưng còn Nguyễn Thành Trung bác vẫn nắm chắc đó chứ. Nếu mất nó nữa là bác tự tử đó. Sáng nay nó giả bộ gọi điện thoại thăm bác. Vậy là yên tâm rồi, cháu đến để báo cho bác biết. Tình hình chuyển biến mạnh, bác cháu ta phải sẵn sàng nhập cuộc. Còn chuyện Nguyễn Thành Trung, bác phải giữ liên hệ chặt chẽ nha. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh mặc dù đã về giường, nhưng ta vẫn rất cần đó. Thôi cháu về. Cháu cầm đi ra cửa cho tiện. Cứ vậy bác ha. Cho tôi biết tình hình. Dạ. Cả chi khu Định Quán và lộ 20 vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Trung đoàn 9 đã chiếm lĩnh trận địa. Ai báo cáo? Dạ thưa, trinh sát vừa điện về. Vậy là tất cả đã vào vị trí? Dạ, tất cả đều giữ được bí mật. Địch vẫn bắn cầm canh như mọi đêm. Chỉ có hướng đại đội 7, chó vẫn sủa, nhưng không có tiếng súng. Tham mưu trưởng đâu? Có tôi. Giờ dê. Báo cáo sư trưởng, còn 17 phút nữa. Tốt, cảm ơn các đồng chí. Cho phép tôi ngồi đây một mình. Trước giờ dê 5 phút, báo cho tôi biết nghe. Dạ mời thủ trưởng. Cảm ơn. Dạ. Cậu hút với tôi điếu thuốc đi. Nè. Báo cáo sư trưởng, giờ dê đã đến. Alo, trung đoàn 14 đâu? Trung đoàn 209, đơn vị pháo, các đồng chí đã sẵn sàng cả chưa? Phải nắm vững tình hình, phát hiện kịp thời những diễn biến mới nhất để bổ sung kế hoạch chiến đấu. Bộ tư lệnh sư đoàn chờ đợi chiến công của các đồng chí. Mạng một. Con ngờ mua về. Con cam chứ không con. Con không sao cả. Con về để đoạn mà đi. Đi mô. Dạ, vô Đà Nẵng. Chắc chi Đà Nẵng con. Thì vô tiếp Sài Gòn. Sài Gòn được con với mô nữa. Cùng lắm thì quá mị mà. Kiểu mà không đi, ai nuôi mà.
Còn thằng anh Mi, ta đã mong nó trở về từ hơn 20 năm rồi. Không có tin tức thì chắc chi anh còn sống. Mà hả? Còn sống chắc chi anh nhận mà. Mô Phật, sao con lại nói vậy? Con là sĩ quan Cộng Hòa, Cộng sản sẽ có muốn cho chung sống. Vả lại anh ấy chắc cũng không muốn nuôi mà đâu. Hả? Mi nói chi vậy? Mà mọi người chạy cả rồi. Nhưng mà thì không chạy đi mô hết. Mà già rồi, tổ tiên đã mấy đời theo chúa nguyện, mồ mạ đều chôn cất ở đây, mà không thể xa đất đi được con à. Mà ở lại chắc mà sẽ khổ mà. Mọi người sẽ kính mà. Xe đến đón rồi. Mà đi với con đi. Con ơi, mà già rồi chỉ còn một mình. Con đừng bỏ mà đi. Con đi. Mà ơi, con đừng bỏ mà. Mà thương con. Lại con, mà con đi. Con đừng bỏ mà. Con. Con. Đây là lộ 7. Con đường mà tướng Phú cho quân rút khỏi Tây Nguyên. Và đã bị cộng quân gây cho những tổn thất nặng nề. Trong tình thế này, chúng ta có thể cảm thông với Tổng thống Thiệu khi ông ta buộc phải ra lệnh tùy nghi di tản. Còn đây là vĩ tuyến 17, nơi Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã từng thiết lập hàng rào điện tử. Vậy mà bây giờ quân đoàn 1 cũng không giữ được Huế. Vĩ tuyến 17, hàng rào điện tử. Hồi đó ông đang ở đâu? Thưa đại sứ, hồi đó tôi đang là sinh viên. Còn tôi đang ở Ý. Những người cộng sản ở đó chắc vẫn còn hận tôi lắm. Sao ngài lại nói như vậy? Vì tôi đã làm cho họ thất bại. Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này vào một dịp khác. Vâng, thưa ngài. Trở lại công việc của chúng ta. Theo các ông, liệu chúng ta sẽ phải rút đến đâu? Tôi chưa gặp tướng Ngô Quang Trường, nhưng theo tôi, chắc là phải lấy đèo Hải Vân làm dưới tuyến mới. Đèo Hải Vân? Ông tin rằng chúng ta có thể chặn được quân đội Bắc Việt tại đây ư? Ông điện ngay về Mỹ, hỏi xem bao giờ vị tướng mà tôi đề nghị sẽ sang Việt Nam. Thưa ngài, tướng Wayne đang trên đường sang đây. Hey, go, get out of here. Go on, go, get out of here. Go. Xin ngài đại sứ thận trọng. Họ đang bắn bừa bãi nên rất nguy hiểm. Ông Polgar, ông liên lạc với nhà cảnh sát. Bảo họ lập ngay một hàng rào ngăn không cho đám tàn quân vào thành phố, vì chúng sẽ gây hoang mang cho dân chúng. Vâng, thưa ngài. Tổng thống Thiệu đã tuyên bố tử thủ Huế và Đà Nẵng, nhưng khi về họp với Cao Văn Viên lại cho rút sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn. Tướng Ngô Quan Trưởng ở Đà Nẵng đang hoang mang. Đây là thời cơ mới, chúng ta phải nắm lấy. Thời gian lúc này là lực lượng. Báo cáo. Thủ trưởng Chu Hiêm Ân đang chờ điện. Hết. Alo, anh Chu Hiêm Ân đấy à? Tấn đây, nghe rõ không? Địch đang có dấu hiệu bỏ Đà Nẵng, nên anh phải điều bộ đội hành quân cấp từ Tam Kỳ tiến ra Đà Nẵng, bao vây và đánh chiếm. Phải bố trí một lực lượng đủ để ngăn chặn, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn bằng đường một. Không được, ngay hôm nay hoặc sáng mai là cùng. Tôi chờ điện của anh. Điện gấp cho quân đoàn 2, không đồng ý kế hoạch chuẩn bị 7 ngày, chỉ có 3 ngày. Đây là lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho tôi. Vì thế, phải chuyển gấp
pháo dự bị lên đảo Hải Vân, khống chế bán đảo Sơn Trà, tăng cường pháo cho đèo Mũi Châu. Yêu cầu phải triển khai ngay. Rõ. Lên xe nổ máy. Lên xe đi con. Lẹ lên. Ngồi yên đi con, lẹ lên. Chết hết bây giờ. Trời ơi, lẹ lên. Chạy cha tôi ra biệt luôn. Không có giấy phép không được vào. Các nhà tôi chém cho tôi quay. Trời, lũ đạn hả? Giấy phép đó. Đi em. Đây nè, tất cả nghe nè. Ai có giấy phép thì đưa lên. Lùi lại. Tôi mời anh Sang cùng trực tiếp nghe báo cáo tình hình binh vận và hoạt động nội đô. Để hôm nay họp thường vụ, ta sẽ bàn được cụ thể hơn. Anh không gọi thì tôi cũng sang để bàn với anh triển khai ngay nghị quyết của Bộ Chính trị trong tình hình nhiệm vụ mới. Anh có biết Bảy Lương không? Bảy Lương là vợ của Trần Du, là cán bộ sư đoàn của anh đó. Cô ấy phụ trách bên binh vận chứ gì? Đúng. Tôi đang định bố trí cho cô ấy ra thăm chồng mấy hôm. Nhưng tình hình khẩn trương như thế này, chắc là khó. Anh động viên cô ấy ráng chịu ít lâu. Được, tôi sẽ nói. Em chào hai anh. Chào cô Bảy, cô Bảy đúng hẹn thiệt. Dạ. Đây là anh Trà, trực tiếp chỉ huy Trần Du đó. Anh ạ. Nghe nói nhà em sắp vô trong này rồi phải không anh? Không phải là sắp, mà đang có mặt ở gần đây. Vậy là chúng em sắp được gặp nhau rồi. Việc đó bằng sao? Cô đi đường ra sao? Xe kẹt quá trời. Tây Nguyên rút, giờ đến Huế. Kẻ chạy ngược, người chạy xuôi. Không biết đâu mà lần. Cô chở cả một xe lương thực tới đây, có phải không? Em đóng vai người đi buôn chuyến. Em để nửa xe ngoài trạm, làm lương thực dự trữ cho cả cơ quan đó ạ. À. Giỏi. Cô này vậy mà giỏi. Bác Tám lúc này ra sao? Bác ấy buồn lắm. Gặp em cứ khóc hoài à. Tình hình này sao lại khóc? Bác Tám bảo trồng cây sắp đến ngày ăn quả lại bị thúi. Anh có nhớ giấc Sam 7 không? Nguyễn Hữu Hạnh chứ gì. Tướng Hạnh bị thiệu cho về giường. Bác bảo tướng về giường không bằng khẩu cạc bin của anh Du Kích. Về giường à? Chúng mình đang cần đến để nắm tình hình tụi nó. Vậy mà... Nè, vậy cậu Nguyễn Thành Trung hiện bây giờ đang ở đâu? Đang ở Tân Sơn Nhất. Hằng ngày vẫn bay theo lệnh của chúng. Phải liên hệ thường xuyên. Sắp phải đưa cậu ấy vào trận rồi. Dạ. Since you just arrived ông mới từ Mỹ qua. Nên tôi phải báo cho ông biết. The situation tình hình Đà Nẵng rất tồi tệ. Nearly half a million of refugees. Gần nửa triệu there. Người từ các nơi di tản về. Tôi e Đà Nẵng sắp sửa rơi vào tay cộng sản. Ông xem có giải pháp nào không? Thưa đại sứ, Đà Nẵng hiện nay có tới 10 vạn binh sĩ, lại có cả lực lượng không quân và hải quân do tướng Ngô Quang Trường trực tiếp chỉ huy.
Nhiều lính, nhiều khí tài chưa đủ. Điều quan trọng là phải có tướng giỏi nữa. Thưa đại sứ, Ngô Quang Trường là một trong những tướng giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa, nên mới được điều ra chỉ huy quân đoàn 1. Đúng vậy, nhưng ông ta đang có vấn đề với ông Thiệu. Tôi tin rằng tướng Ngô Quang Trường trong bất cứ tình hình nào cũng chống cộng đến cùng. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chào đại sứ và tướng quân, xin báo các ngài một tin không vui. Việt Cộng theo lệnh của tướng Tấn đã pháo kích dữ dội vào Đà Nẵng. Tướng Trường và người của ông ta đã bỏ chạy tán loạn. Ông lấy tin thất thiệt đó ở đâu? Không phải tin thất thiệt, mà là người của tôi vừa bay từ Đà Nẵng vào báo. Sao lại nhanh đến như vậy, ông Goyen? Hôm nay chúng ta không bàn, mà tôi phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị. Các đồng chí ạ, cách mạng Việt Nam chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Hội đồng Chi viện cho miền Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm chủ tịch. Hai là thành lập quân đoàn 3 ở Tây Nguyên để hành quân gấp vào B2. Điều quân đoàn 1 cấp tốc vào chiến trường miền Nam, quyết tâm thực hiện tổng công, tổng khởi nghĩa để giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn có chỉ thị. Đây là thời cơ có một của cách mạng. Chúng ta phải nắm chắc thời cơ này, nếu không sẽ có tội với lịch sử. Cục tác chiến nhận lệnh. Có tôi. Điền hỏa tốc tới các đơn vị trong toàn quân, mệnh lệnh sau. Thần tốc hơn nữa. Táo bạo hơn nữa. Tranh thủ thời gian, từng giờ từng phút. Sốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Cuối tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng ở Tây Nguyên, những chiến thắng liên tiếp của quân ta ở Huế, Đà Nẵng tại miền Trung, ở Lâm Đồng, Dầu Tiếng, Tây Ninh, Mộc Hóa tại miền Nam đã làm thay đổi cơ bản so sánh lực lượng về mặt chiến lược giữa ta và địch theo chiều hướng có lợi cho ta và trực tiếp đánh bại âm mưu co cụm chiến lược của địch cũng như làm hoang mang suy yếu lực lượng quân sự và chính quyền ngụy ở Sài Gòn. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp và khẳng định thời cơ chiến lược đã đến. Ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Vì thế, Bộ Chính trị chủ trương tập trung và vận chuyển nhanh nhất lực lượng binh khí kỹ thuật và vật chất từ hậu phương lớn miền Bắc vào miền Nam để giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Anh Tấn đến. Sao? Anh Tấn đang ở Đà Nẵng kia mà. Anh Tấn đang đợi anh ở ngoài. Thế à? Chào anh. Về bao giờ thế này? Vất vả lắm phải không?
tình hình khu Nam thế nào? Ổn chứ? Tốt đẹp lắm. Vì thế tôi phải về đây gặp anh ngay. Ngồi đi, ngồi đi. Thưa anh ba, cả đời tôi ra trận, cắm cờ Điện Biên tôi cũng có mặt. Bây giờ giải phóng Sài Gòn, mà tôi phải ở lại miền Trung thì... Rồi rồi, mình hiểu. Quân ủy Trung ương tỉnh mãi mới tròn ra cầu đấy. Không lẽ không buồn về khu Nam bỏ trống à? Thưa anh, đã có anh Chu Huy Mân và lực lượng quân sự khu Nam cũng tương đối đủ. Còn mặt trận chính mà ta cần giải quyết là ở Sài Gòn. Thế này anh ạ, quân đoàn 3 tập kết ở đây, còn quân đoàn 4 sẽ giải quyết ở Xuân Lộc. Đoàn 232 của đồng chí Lê Đức Anh sẽ từ miền Tây hướng thẳng tới Sài Gòn. Quân đoàn 1 sẽ tập kết ở sông Bé. Chúng ta thiếu hẳn một mũi thần tốc trên quốc lộ 1 để tiến thẳng vào Sài Gòn. Chà, nhưng còn quân đâu nữa? Anh Văn nói với tôi là chỉ còn một sư đang đắp đê ở Nam Hà. Phải huy động tất cả anh ạ. Để bổ sung cho quân đoàn 2 thành một cánh quân phía đông đủ mạnh để thần tốc tiến vào Sài Gòn. Thế cầu gặp anh Văn đi. Tôi vừa chỗ anh Văn. Anh ấy bảo tôi sang gặp anh ạ. Về mặt quân sự, nếu anh Văn thấy được thì mình nhất trí. Nhưng bên quân ủy nói phải có chữ ký của anh ạ. Rồi. Về lên phương án đi, tôi sẽ gọi điện cho anh Văn. Bản thân Tổng thống Ford và đặc biệt là ngài Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger rất ủng hộ chúng ta. Nhưng tất cả đều phải chờ ý kiến của Quốc hội. Tôi thấy cũng còn nhiều khó khăn lắm. Thôi được. Nếu Quốc hội Mỹ gây khó khăn, chúng ta sẽ bán 16 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí. Ông thấy có được không? Thưa Tổng thống, ngài đại sứ Martin đã tới. Chào ngài. Mời ngồi. Xin chào. Xin chào ngài. Xin chúc mừng ông đệ. Bản tường trình của ông trước Quốc hội Mỹ đã rất thành công. Nó được coi là bản báo cáo chân thực nhất về tình hình hiện nay ở Việt Nam. Thất bại vừa qua của chúng ta mang ý nghĩa chiến lược. Và tôi hy vọng là Quốc hội Mỹ sẽ thông qua đề nghị viện trợ cho chúng ta. Xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Việt Cộng lại có thể tấn công dinh Tổng thống? Thưa các ngài, đây là một cuộc không kích. Đó là chiếc máy bay F-5E xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất do một sĩ quan của chúng ta, phi công Nguyễn Thành Trung lái. Bắn hạ nó. Thế nào, chúng ta đang nuôi ông tay áo sao? Ngài đại sứ thông cảm. Trong chiến tranh mọi điều đều có thể xảy ra. Còn ý ông thế nào, ông đệ? Thưa đại sứ, tôi chưa hiểu ý ngài. Tôi muốn ông bình luận câu nói vừa rồi của Tổng thống Thiệu. Thưa ngài, Tổng thống của chúng tôi đã nói đúng. Mọi điều đều có thể xảy ra. Và tôi nghĩ sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn thế nữa. Thế thì quả thật là tôi không hiểu nổi. Hồi tổng khởi nghĩa 45, chú bao nhiêu tuổi? Dạ, em nhỏ xíu. Chừng 4-5 tuổi. Năm nay em 34. 34 tuổi mà đã là thẩm phán địa nhất phó biện lý à? Tôi được báo là giáo sư An Cư, là kỹ sư Dương Văn Đại, đề nghị chú hợp tác với Dương Văn Minh. Sao chú lại từ chối? Luật sư Trần Ngọc Liễn cũng biểu em như vậy. Nhưng biết mấy ổng nếp tẻ ra sao đây? Em đang hoạt động đơn tuyến của cánh trí dận.
tự động dính vô lung tung. Mai mốt anh Mười Cút kiểm điểm kỷ luật. Có nước chết. Gần đây chú có gặp ông Minh không? Dạ. Ông có gặp em bàn luận thời cuộc và hỏi em nếu ông tiến cử em có nhận lời không? Em trả lời phải coi thử công việc gì đã chứ. Thực ra là em trì hoãn. Tình hình nóng như lửa đốt. Đã hai bữa nay em không liên hệ được để xin chỉ thị anh Mười Cút. Vậy à? Tôi hiểu. Chú cứ chủ động quan hệ, bám chặt lấy ông Minh. Dạ. Phải tìm hiểu và tận dụng mọi thời cơ nha. Lực lượng cảnh sát Đô Thành hiện có bao nhiêu vậy? Theo em biết khoảng 15-16 ngàn. Thưa ông Mạnh tới. Chị ở ngoài nha. Dạ. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mời hai anh ngồi. Đây là anh Sáu Dân, lãnh đạo cao nhất của chúng ta. Còn đây là người mà anh cần gặp, anh Đinh Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa. Ủa, ông Mạnh cũng là Việt Cộng à? Hay thiệt. Hai ông Việt Cộng mà chức vụ trong chính quyền Ngụy lại quá lớn. Trước kia tôi làm phó chủ tịch Hạ viện, rồi phó trưởng khối đối lập. Đấu đá làm nhiều phen Thiệu phải nghiêng ngả. Còn suối các bà trong quốc hội xách guốc rượt phe Thiệu chạy tán loạn trong nhà hát lớn. Nói thiệt, tôi không hiểu ý các anh thế nào mà biểu tôi phải giành cái ghế chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thiệu. Còn bây giờ không có tôi, Thiệu sẽ chết. Vì tin tôi, Martin muốn tôi kiêm luôn chức ngoại trưởng nữa. Đó đó, tôi xé rào nhờ anh Mạnh đưa tôi đến đây gặp anh là để bàn việc anh vừa nói đó. Tôi chờ nghe chỉ thị của anh. Anh tìm cách làm sao cho Thiệu phải từ chức. Thiệu từ chức? Good morning, chào ngài Ambassador. Đại sứ, tôi đang chờ các ông. Cao Văn Viên đã ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu đến cùng. Thiệu cũng tuyên bố tử thủ vì quê hương mình. Tử thủ ư? Họ sẽ bỏ chạy trước khi xung trận. Thưa đại sứ, tôi buộc lòng phải nói với ngài rằng Phan Giang có nguy cơ thất thủ. Tôi không muốn nghe chuyện đó nữa. Yêu cầu ông không được tiết lộ với bất kỳ ai về thông tin này, nhất là với các nhà báo. Mọi bức điện đánh về Hoa Thị Đốn đều phải nhấn mạnh quyết tâm tử thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyen, Tổng thống Ford cử ông sang đây. Ông đã có kế hoạch gì để cứu vãn tình hình Nam Việt Nam chưa? Chúng ta phải tập trung lực lượng thiện chiến nhất, hỏa lực mạnh nhất, giữ cho được Xuân Lộc để bảo vệ Sài Gòn. Vì đây là vị trí then chốt, chúng ta cần phải xây dựng một chiến tuyến mới tại Xuân Lộc. Đúng thế, chiến tuyến đó sẽ mang tên ông, chiến tuyến Wayne. Cảm ơn ngài đã dành cho tôi vinh dự lớn. Xin chúc mừng tướng quân. Thưa các binh sĩ tử thủ Xuân Lộc, tôi xin giới thiệu tướng Wayne, vừa được tân tổng thống Ford cử sang chiến đấu cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa để tiêu diệt Cộng quân. Hello, hello everyone. Tôi lấy làm vinh dự được cùng các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu bảo vệ Xuân Lộc. Nước Mỹ, Tổng thống Ford và tôi luôn sát cánh cùng các chiến hữu, quyết tiêu diệt hết Cộng sản Bắc Việt để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa không bị Cộng sản xâm lấn. Các chiến hữu, chiến tuyến này
được mệnh danh là chiến tuyến quay lên. Tướng quay lên đã chiến đấu anh dũng ở Normandy trong thế chiến thứ hai, ở Nam Hàng đuổi quân Trung Cộng tới bờ sông Áp Lục, và lần này ngài sẽ là người ghi hai chữ Xuân Lộc vào từ điển các trận đánh nổi tiếng trên thế giới. Chào thủ trưởng ạ. Thế nào, các bạn trẻ đã sẵn sàng cả chưa? Sẵn sàng. Dạ, thưa thủ trưởng, cả đơn vị đang chờ lệnh ạ. Tăng pháo thế nào? Báo cáo thủ trưởng, 100% xe tốt, đã sẵn sàng chiến đấu. Tốt. Dạ. Các đồng chí ạ, hồi ta đánh Điện Biên ta chưa có tăng. Còn bây giờ, binh chủng tăng của các đồng chí là lực lượng đột kích mạnh trong trận đánh cuối cùng để giải phóng miền Nam. Các đồng chí phải lập công xuất sắc. Các đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Hút đi. Hút đi. Nào. Nhớ nhà hay sao mà đứng ngây ra thế? Bác quên cháu. Hả? Cháu ở đâu? Nhà cháu ở Lý Nam Đế. Con ai? Bà cháu là Trần Du, ở gần nhà bác đấy ạ. À, bác nhớ rồi. Mày là Trần Bình, học cùng với thằng Hải nhà bác có đúng không? Vâng ạ. Sao bảo cháu đi học nước ngoài cơ mà? Cháu muốn về quê. Ba má cháu ở trong này cả. Giỏi. Về giải phóng quê hương, rồi học sau cũng chưa muộn. Thế đã gặp ba chưa? Cháu vào chiến trường, ba cháu cũng không biết. Ba cháu đang ở gần đây. Cháu có muốn gặp ba không? Dạ. Alo, Trần Du đây. Sao? Thằng Bình nhà tôi hả? Chào ngài. Ngài đại sứ Martin đang chờ ngài. Thưa ngài đại sứ, tôi rất hân hạnh được tiếp người đại diện của Cộng hòa Pháp. Tôi không chỉ đại diện cho nước Pháp, mà còn đại diện cho nhiều nước khác nữa. Xin ngài hiểu cho như vậy. Vâng, tôi xin nghe ngài nói. Hà Nội cho rằng giải pháp của các ngài hiện nay vẫn là một chính quyền Thiệu mà không có Thiệu, và họ không hài lòng. Tôi hiểu ý ngài muốn tìm đến giải pháp Dương Văn Minh, nhưng tôi hiểu ngài còn có những nghi ngại của mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ muốn góp phần làm cho cuộc chiến này đi đến kết thúc. Và điều này sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Ngài đại sứ, xin lỗi ngài. Ông Hào gọi. Đại sứ Martin nghe đây. Xin chào ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hào. Nhà ngân khố chúng tôi không đồng ý chuyển 16 tấn vàng đi New York. Xin ngài hiểu cho, người Mỹ chúng tôi không cần số vàng đó, mà chỉ để làm vui lòng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngài thấy đấy. Bây giờ ai cũng có thể gây sức ép với đại sứ Mỹ. Nhưng trước hết,
ta phải chiếm lại toàn bộ Xuân Lộc. Để có điều kiện tốt nhất cho ông Bình thương lượng. Tôi nghĩ cũng phải như vậy. Các đồng chí ngồi xuống. Cục tác chiến báo cáo tình hình chiến trường. Báo cáo đại tướng, tình hình Xuân Lộc hiện nay đang chững lại. Địch phản kích rất quyết liệt. Quân ta bị đánh bật khỏi tất cả các vị trí mà ta đã chiếm được. Bộ đội bị thương vong rất nhiều. Cục tác chiến xin ý kiến của đại tướng. Chúng nó đã phải điều quân dự bị chiến lược từ nội đô ra Xuân Lộc. Thì chúng ta càng có điều kiện thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị là cố giữ cho Sài Gòn đỡ đổ nát, nhân dân Sài Gòn đỡ đổ máu. Vấn đề là ở chỗ phải ngăn không cho chúng về Sài Gòn và tìm cách đánh khác. Các đồng chí, Bác Hồ đã nói, dù có phải đốt cháy dậy Trường Sơn để giành độc lập cho đất nước, chúng ta cũng phải làm. Hồi đánh Điện Biên, chúng ta kéo pháo vào, rồi lại kéo pháo ra. Vì bác muốn thắng, nhưng thương vong ít. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo cho tôi, làm sao phải giữ cho được Sài Gòn, đỡ đổ nát. Việc mở mặt trận ở Xuân Lộc là cần thiết. Đây là cửa ngõ tiến vào Sài Gòn. Địch đã quyết tự thụ. Ta phải tương kế, tử kế. Chúng ta phải kéo nó ra chỗ mình phục kích mà đánh. Phải tập trung hỏa lực mạnh mà đánh. Đó là ý đồ của chúng ta. Còn làm thế nào để chúng thực hiện theo ý đồ của chúng ta? Thì phải tìm cách. Các đồng chí à, muốn vào được Sài Gòn, chúng ta phải mở bằng được cánh cửa Xuân Lộc. Tình hình rất khẩn trương. Quân đoàn 1, quân đoàn 3 đã từ Tây Nguyên tiến vào miền Đông Nam Bộ. Cánh quân phía Đông, theo đường 1, đã tới Nha Trang, áp sát Phan Rang rồi. Tất cả sẽ tiến vào Sài Gòn bằng cửa ngõ này. Thế mà chúng ta đã để tổn thất quá nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa giải quyết dứt điểm được. Tại sao? Chúng ta không đánh vô mặt nữa. Sư đoàn 7, Trần Du tập trung lực lượng đánh chiếm khu ngã ba Dầu Dây. Uy hiếp tướng Lê Minh Đảo, dùng pháo tầm xa, khống chế sân bay Biên Hòa. Các đơn vị còn lại khóa chặt chân địch tại chỗ. Đó là kế hoạch tác chiến mới của chúng ta. Báo cáo thủ trưởng, tôi có ý kiến. Tôi hiểu đồng chí muốn nói gì rồi. Đồng chí Trần Du ở lại gặp tôi,
Các đồng chí về triển khai ngay phương án tác chiến trên. Cậu có tâm sự gì cứ nói. Báo cáo anh, địa danh này đã gắn bó sâu nặng trong lòng tôi. Gần 30 năm trước, tôi đánh Pháp tại đây. Sau kháng chiến 9 năm, tôi cũng từ đây đi tập kết. Để rồi lại chính tôi, hôm nay được đảng và các anh tin yêu, giao cho trọng trách lớn. Tôi thật có lỗi với đồng đội. Đơn vị tôi thương vong quá lớn. Mình hiểu, yên tâm đi. Ngày sáng mai cậu sẽ nhận được quân số bổ sung cho đơn vị. Thêm chút nữa. Ông Hà gọi cứu lông, ông Hà gọi cứu lông. Cả đã vào trong nhà, yêu cầu cho người đỡ chưa hấu. Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Gọi cú lông, cá đã vào lưới, hãy cho cú đồng xuất kích. Thank you.
Sau chiến thắng ở ngã ba Dầu Dây, quân ta cắt đứt và làm chủ một đoạn dài đường số 1, cô lập hoàn toàn Xuân Lộc với Sài Gòn. Đêm 20 tháng 4 năm 1975, trước nguy cơ bị bao vây và bị tiêu diệt, toàn bộ các lực lượng địch ở Xuân Lộc đã phải bỏ chạy về phía Bà Rịa. Xuân Lộc được giải phóng, cánh cửa phía đông của Sài Gòn đã mở để lực lượng của quân đoàn 2, quân đoàn 4 và sư đoàn 3 của quân khu 5 vào trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn. Ngài có khỏe không, ngài đại sứ? Cảm ơn, tôi khỏe. Tôi đang chờ nghe ngài. Thưa ngài đại sứ của Hoa Kỳ, đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Không lẽ tôi là đại sứ của nước khác? Tôi hiểu ngài định ám chỉ điều gì, nhưng tôi không phải là người Pháp. Vấn đề là chúng ta cần một người khác lên làm tổng thống để có thể mở được cánh cửa thương lượng với Bắc Việt. Tôi muốn nhắc ngài đại sứ nhớ rằng tôi đang là tổng thống hợp hiến của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sợ rằng các tướng lĩnh của ngài không lâu nữa sẽ đề nghị ngài từ chức. Khi ấy có thể sẽ quá muộn. Hơn nữa giờ đây tôi đâu có nhân danh nước Mỹ. Ngài hiểu cho. Con trai của tôi đã hy sinh trong cuộc chiến này. Vợ tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương nó. Bây giờ chúng tôi cũng chưa có được nắm xương tàn của nó. Nó đang còn ở đâu đó trên đất nước của ngài. Vậy là tôi phải ra đi vào lúc này sao? Khi mà tình hình Xuân Lộc đang rất tồi tệ, còn tướng Đào thì hoang mang. Không còn cách nào khác. Hãy vì đại cuộc, dân chúng sẽ không quên ngài. Còn với ngài, tòa đại sứ chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm chuyển theo 16 tấn vàng. Cái gì? Ngài định đem vàng để đánh đổi chức tổng thống của tôi sao? 10 lần số vàng ấy, liệu có đổi được một người trung thành với nước Mỹ như tôi không? Ngài thử nói xem. Các chiến hữu, mất Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn đã mở, đường dây liên lạc bị cắt đứt. Bây giờ tôi không muốn có tội với các chiến hữu. Tôi ra lệnh tôi nghi di tản. Không, không, chúng ta phải tự thủ với nhau. Bình vệ nó lại. Chào ngài đại sứ, ngài khỏe không? Chào ngài, tôi khỏe. Cảm ơn ngài. Xin mời ngài. Rất hân hạnh. Ngài chờ trong một chút để tôi nói chuyện với Tổng thống Thiệu lần cuối. Vâng, thưa ngài. Alo, thưa Tổng thống, tôi đại sứ Martin đây. Hello. Xin lỗi, ngài Martin đây. Ambassador Martin? Thưa Tổng thống, tôi xin nhắc lại với ngài một lần nữa.
Ngài cố vấn Kissinger đã ra lệnh cho tôi yêu cầu ngài phải tuyên bố từ chức ngay ngày mai. Khoan đã. Tôi muốn nói với ngài. Alo. Ngài thấy đó. Tôi đã làm tất cả vì một tổng thống mới của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ đạt được gì thông qua thương lượng? Chúng ta phải giữ được Sài Gòn, Biên Hòa và vùng sông Mekong. Nếu họ không đồng ý, thì ngài nghĩ sao? Vậy ý ông thế nào? Chúng ta cần thành lập chính phủ liên hiệp với Cộng sản làm thủ tướng và lực lượng thứ ba là phó thủ tướng. Hãy tạm như vậy đã. Người Mỹ chúng tôi sẽ gây áp lực khi cần. Và chúng tôi cũng không loại trừ giải pháp quân sự. Tôi xin cố gắng hết sức mình, nhưng ngài hiểu cho thời gian không ủng hộ chúng ta. Tôi hiểu. Hy vọng cánh cửa thương lượng sẽ được hé mở trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Lúc này mà nói tới điều đó thì hơi sớm, thưa ngài đại sứ, vì tôi chưa là tổng thống. Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện điều không thể làm được. Vì vậy tôi đã nói với họ, các ông đòi hỏi chúng tôi điều mà các ông đã không làm được. Các ông đã thất bại với nửa triệu binh lính tinh nhuệ và sĩ quan có tài. Và với gần 300 tỷ đô la chi phí trong 6 năm trời. Nếu tôi không muốn nói rằng các ông đã bị Cộng sản Việt Nam đánh bại, thì tôi phải nói một cách khiêm tốn là các ông cũng không thể chiến thắng. Các ông đòi hỏi chúng tôi một điều không thể làm được. Giống như là việc lấy đá lấp đầy đại dương. Giống như các ông đưa tôi chỉ có 3 đô la. Lại giục tôi đi bằng máy bay. Ngồi ghế hạng nhất. Mướn phòng 30 đô la một ngày ở khách sạn. Ăn 3 hay 4 miếng bít tết. Uống 7-8 ly rượu một ngày. Đó là điều kỳ quặc. Xin chào ngài. Tôi phóng viên báo Tin Sáng đây. Thưa ngài, trước khi rời khỏi đất nước, xin ngài phát biểu thêm về bài diễn văn từ chức vừa rồi. Tôi cho rằng đây là bài phát biểu hay nhất của tôi trong suốt 8 năm làm tổng thống. Và không một ai hiểu rõ bộ mặt Kissinger bằng tôi. Xin ngài cho biết, sau đây ngài có sang Mỹ không? Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, nhưng làm bạn thì rất khó. Báo cáo anh ba. Cục 2 vừa cho biết, đại sứ Mỹ đề xuất với Dương Văn Minh xin gặp ta bàn việc thương lượng. Bây giờ mới bàn về thương lượng à? Điền cho Bộ Tư lệnh Tiền phương. Không có thương lượng. Trong 30 năm qua, đây là thời cơ có một. Đánh thật mạnh thì thống nhất đất nước càng nhanh. Ít đổ máu của nhân dân. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với lịch sử trong thời điểm này. Rõ. Điền ngay cho anh ba. Kính gửi anh ba, xin báo cáo với anh. Sau khi ông Thiệu từ chức Trần Văn Hương lên làm tổng thống, ông ta rất hung hăng
dùng không quân đánh phá khắp nơi và tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng. Nguyễn Khoa Nam với dùng bốn chiến thuật vẫn còn nguyên vẹn, đang âm mưu cấu kết với Nguyễn Cao Kỳ để tử thủ. Tình hình còn phức tạp, Sài Gòn có thể phải đổ nát. Chúng tôi xin ý kiến của anh. Về là đã 6 năm người không còn nữa. Trong giờ phút cần có những quyết định trọng đại này, ước gì người còn sống. Chúng con không thể để Sài Gòn chìm trong biển máu, bởi đơn giản tất cả đều là con cháu Lạc Hồng. Xin bác cho phép chiến dịch lịch sử này được mang tên người. Thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa về cách đánh đã được tất cả chúng ta nhất trí. Đó là dùng một lực lượng thích hợp để chặn đánh, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ quân địch ở vòng ngoài. Không cho chúng nó rút chạy về Sài Gòn. Còn đại bộ phận lực lượng của ta, nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven. Mở đường cho các binh đoàn đột kích đã được cơ giới hóa mạnh, đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã được lựa chọn trong nội thành. Trước đó, các lực lượng tinh nhuệ của ta phối hợp với các lực lượng vũ trang và chính trị của nội đô đánh chiếm các cầu qua sông, tổ chức dẫn đường cho các đơn vị và phát động quần chúng nổi dậy. Xin mời anh Thọ. Các đồng chí, chúng ta cần quán triệt tới từng chiến sĩ. Cách đánh như vậy là tinh thần của Bộ Chính trị đã đề ra. Để ngày thắng lợi được trọn vẹn hơn, Sài Gòn ít đổ nát, đồng bào và chiến sĩ ta đỡ tốn máu xương. Thời cơ chiến lược đã nằm trong tầm tay. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa các đồng chí, chúng ta còn một số nhiệm vụ cụ thể cần thống nhất lần cuối cùng. Binh chủng đặc công bằng mọi giá phải chiếm giữ và kiểm soát các cây cầu để tạo thuận lợi cho đại quân ta tiến vào Sài Gòn. Việc này có khó khăn gì không? Báo cáo Phó Tư lệnh, binh chủng đặc công chúng tôi đã có phương án, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Về vấn đề Trường Sa, cũng xin thông báo luôn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã gửi phương án tác chiến lên Bộ Tổng Tham mưu và đã được chấp thuận. Còn vấn đề quan trọng cuối cùng, đó là cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Bộ Tư lệnh giao cho Quân đoàn 4. Tôi có ý kiến. Thưa Tư lệnh, nếu các quân đoàn khác vào trước, có được cắm cờ không? Hay phải chờ quân đoàn 4? Xin ý kiến chính ủy. Các đồng chí à, phân công là như vậy. Như chúng ta vừa nói tới thời cơ chiến lược. Vì vậy theo tôi, thời cơ đến với đơn vị nào, thì đơn vị đó phải nắm lấy. Đây là đi chiến đấu, chứ có phải đi ăn cỗ đâu mà giành phần. Theo điện của Bộ Chính trị Trung ương Đảng mà chúng tôi vừa nhận được, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần phải tranh thủ từng ngày để kịp thời tấn công địch trên các hướng và phải hết sức chú trọng kết hợp tấn công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Vì vậy, tôi đề nghị Thường vụ Thành ủy Sài Gòn Gia Định nhanh chóng chỉ đạo tất cả cán bộ triển khai về bám địa bàn dân cư. Đặc biệt, ở 5 khu vực ta có thực lực mạnh. Đó là khu vực Bàn Cờ, Vườn Chuối, Ngã Bảy, khu vực Quận Tư, Quận Phú Nhuận, khu vực Cầu Bông, Bà Quẹo. Các đồng chí phải làm sao để lực lượng nổi dậy gồm 4.300 cán bộ đảng viên và 42.000 quần chúng cách mạng đang bám chặt địa bàn phải phối hợp tốt nhất, hiệu quả nhất
với các mũi tấn công của quân chủ lực. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Báo cáo đồng chí Phó Bí Thư. Hiện các cánh Thanh Dận, Phụ Dận, Nông Dận và Hoa Dận đã được chúng tôi triển khai. Chốt ở 107 điểm trọng yếu, cả nội và ngoại vi thành phố, để chuẩn bị nổi dậy rồi bung ra. Riêng công dận, chúng tôi đã triển khai được vào các cơ sở của ngành dệt và điện nước với lực lượng khá mạnh. Vì vậy, Thường vụ Thành ủy chúng tôi khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ để phối hợp tốt với đại quân, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa thắng lợi. Chúc các đồng chí góp phần phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công để thành phố Sài Gòn được giải phóng thật trọn vẹn. Báo cáo có điện của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí Bảy Lương, biệt động Thành, đến làm việc với đơn vị tăng của chúng ta. Xin chào các đồng chí. Em vào biệt động lâu chưa? Các đồng chí dạ mới à. Biệt động Thành chúng tôi rất vui mừng. Anh bị biệt động lắm. Khi được giao nhiệm vụ phối hợp với quân chủ lực để giải phóng anh Sài Gòn. Bình, Trần Bình. Để sao cháu? Dạ. Trong số các đồng chí ở đây, có ai vô Sài Gòn chưa? Đó. Đó chính là lý do mà Bộ Tư lệnh Biệt động Thành cử tôi đến đây. Đường vào Sài Gòn chằng chịt như mạng nhện, không thể học thuộc trong một lúc được. Chỉ có cách chúng tôi đón và dẫn đường cho các đồng chí. Cô ơi, nhưng làm sao nhận được người mình ạ? Dễ thôi. Từ cầu Sài Gòn đến Dinh Độc Lập, ở các ngã đường đều có người mặc áo tím như Úc Liên nè. Đồng chí ơi, lỡ nhận lầm thì sao? Các anh ơi, tụi em còn đi Honda, mặc áo tím và khăn đằng nhất dai nữa. Từng ấy tín hiệu, lo gì lầm. Nếu như các anh không thấy, tụi em sẽ giãy tay liền mà. Đề nghị Úc Liên lên cao. Khăn của em hay của má em? Cô bãi mua cho em đó. Thế thì anh phải trả lại em rồi. Ừ, anh cứ giữ. Của cô Bảy cơ mà. Bây giờ nó là của em. Em tặng cho má anh có được không? Nhưng mà anh đâu có ở nhà. Ủa sao vậy? Mà anh đi vào Nam công tác. Từ hồi anh còn bé tí thế này. Má anh tên gì? Lan. Thúy Lan Liên à. Giải phóng Sài Gòn xong, em sẽ đưa anh đi khắp nơi để tìm má cho bằng được. Anh chịu không? Anh chịu. Nhưng anh xa má lâu lắm rồi, không có ảnh, cũng không nhận được tin tức gì. Anh nói tiếng Hà Nội nghe dễ thương quá. Tiếng là người Hà Nội, nhưng ba anh là người Sài Gòn, má anh lại là người Long An. Anh sinh ra ở Thanh Hóa, còn lớn lên thì học ở Hà Nội. Ôi, anh gì quê quá vậy? Đây là chị Bảy, cán bộ thượng cấp thuộc cánh binh dẫn rờ của anh Mười Cúc, hoạt động lần trước với bác, là người lãnh đạo bác cháu mình ấy. Dạ. Chào chị. Chào anh. Còn đây là Quý Hữu Hạnh, tôi thường xuyên truyền đạt chỉ thị của chị cho nó, cháu ruột tôi đó. Bây giờ nó làm tướng mà không có quân. Thôi, chị trực tiếp bàn công chuyện với nó. Dạ. Tôi ra ngoài có việc nha. Mời chị. Dạ. Hiện giờ ông Dương Văn Minh đang thành lập nội các. Anh Mười Cúc muốn anh Hạnh giúp đỡ ông Minh. Lúc này không ai có điều kiện thuận lợi nắm quân đội ngụy như anh.
vì anh có mối quan hệ từ hồi đảo chính diệm. Anh băn khoăn, tại sao lãnh đạo lại biểu anh giúp đỡ đại tướng tổng thống Ngụy chứ gì? Ông ta tốt bụng, nhưng có phải cách mạng cộng sản gì đó. Thì ông nội và ba anh có phải cộng sản gì đâu, mà khi còn sống vẫn khuyên anh chống giặc ngoại bang cai trị dân mình kia mà. Chị cho tôi thời gian để suy tính thêm. Không, không còn thời gian để anh lựa chọn đâu. Lúc này không cần quân, mà cần trí, mưu trí. Anh đến gặp ngay tướng Minh, thấy việc gì có lợi cho dân cho nước thì anh cứ làm. Anh ơi, bao giờ anh mới vô Sài Gòn? Xa anh từ ngày thằng Bình mới được 3 tuổi. Nay con đã gần 20. Ngày sum họp chắc không còn xa nữa. Chúng ta sẽ đón con về, cho nó học ở Sài Gòn. Nghĩ vậy, em hạnh phúc biết bao. Cô Bảy ơi, cô Bảy. Tổ bốn họ may được tới 500 lá cờ, hơn cả tổ chúng con. Để đâu rồi? Con chia cho các phường hết rồi. Cô à, chừng nào xe tăng vô Sài Gòn hả cô? Cái con này lại nhớ thằng nhỏ Hà Nội rồi phải không? Cô, ảnh đâu có phải người Hà Nội. Sao cháu nói vậy? Ảnh kể mà, ba má ảnh đều là người miền Nam. Ba ảnh quê ở Sài Gòn, má ảnh ở Long An, tên là Thúy Lan. Còn ảnh sinh ở Thanh Hóa, sau chuyển ra Hà Nội. Nhà ảnh ở phố Lý Nam Đế. Ủa, nó lớn vậy rồi sao? Đồng chí Trần Bình, có tôi. Đã có lệnh khi vào Sài Gòn, bộ đội phải mặc bộ quần áo đẹp nhất. Tại sao đồng chí không chấp hành? Báo cáo thủ trưởng, tôi chỉ còn có một bộ để dành đi tìm người nhà, đề nghị thủ trưởng cho phép. Đây là lệnh, đồng chí phải chấp hành ngay. Rõ. Báo cáo đồng chí tư lệnh, cục hai báo cáo. Có tin, sáng mai Dương Văn Minh nhóm họp để thành lập nội các và chuẩn bị nhận chức tổng thống. Hết. Như vậy càng hay. Lệnh cho phi đội Nguyễn Thành Trung xuất kích. Mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất như kế hoạch đã định. Lệnh cho cục hai tiếp tục theo dõi thái độ Dương Văn Minh. Rõ. Trình tổng thống. Thưa tổng thống, theo tôi, nội các của chúng ta cần có ngay bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc gì mà phải vội? Mạnh coi đi. Dạ. Trình tổng thống, tại sao lại gạch hai chức trên? Trình tổng thống, thực chất quyền lực bây giờ nằm trong tay nhà cảnh sát cả. Thưa tổng thống, có một câu trong diễn văn nhậm chức của tổng thống tôi e không hợp. Câu gì? Cầm súng tại chỗ và bảo vệ phần đất còn lại. Cứ để tôi, anh Quyền, anh Mẫu có cần nhắc. Để thế, phía giải phóng sẽ hiểu là mình mong muốn thương lượng. Còn Nguyễn Cao Kỳ lại tưởng là mình cố thủ, nó sẽ ủng hộ và không tụ tập đạo tranh nữa. Để tôi bảo mặt tiên trị nó. Nếu để xảy ra chuyện không thể thương lượng với mặt trận giải phóng là không được đâu. Các vấn đề khác, anh em cứ việc trao đổi đi. Chào anh. Tổng thống đang chờ anh. Em chào anh. Anh, tôi đi đâu mà mò tìm mãi không thấy. Em bị theo dõi khống chế chặt quá, giờ mới thoát đi được. Tình hình đến đâu rồi anh? Tại sao tôi hỏi vậy? Mò muốn biết tôi nghĩ như thế nào. Em sẵn sàng nhận bất cứ việc gì anh giao. Tôi đến ngay bộ tổng tham mưu giúp cho tướng Mỹ Lộc. Tình hình khẩn cấp,
đang cần một chánh phủ liên hiệp, hiểu chưa? Dạ. Thôi ra với anh em. Thưa đại sứ, hơn 300 quả đại bác đã bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. C-130 không thể cất cánh được nữa. Xin ngài cho lệnh di tản bằng trực thăng. Tôi còn hơn 500 người của CIA trong thành phố. Tôi sẽ trả lời họ ra sao? Tôi chưa thể quyết định được. Di tản sớm bằng trực thăng sẽ gây hoang mang trong thành phố. Anh em ngồi xuống đi. Thưa anh em, giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành đã đào nhiệm, nhưng tổng thống Dương Văn Minh đã kịp thời bổ nhiệm thẩm phán Triệu Quốc Mạnh thay thế. Ông Mạnh có vài lời với anh em. Thưa anh em, tổng thống cử tôi đến đây là để bảo đảm an toàn cho anh em và gia đình, sau đó bày tỏ thiện chí đối với cộng sản để cho cuộc thương thuyết được hoàn hảo. Tôi yêu cầu nộp cho tôi toàn bộ danh sách cán binh Việt Cộng hiện đang bị giam giữ và mở cửa trại giam ngay. Còn ai có khó khăn, đại tá để họ về lo cho vợ con. Sau khi làm theo lệnh của ông thẩm phán, các anh em về nhiệm sở. Đại tá phải trực tiếp giải quyết vụ khám chí hòa, sau đó đại tá có thể về lo việc gia đình. Sáng mai có mặt tại nhiệm sở. Xin cảm ơn ông. Gia đình tôi vô cùng biết ơn ông. Mấy anh ơi, tử tù ra hết chưa? Ra hết rồi. Chị Châu ơi, thành đoàn đang ở khu chi hay bên cát. Về dần xuống phố Thọ Hòa rồi. Có thấy ba Liêm đâu không? Ba Liêm đang ở đây sao kìa. Hơn 300 lá. Vậy hả? Ráng mai thêm đi. Anh thay đồ đi, đợi một chút nha. Còn anh theo tôi. Dạ chào Nico. Dạ. Đây là người của tôi, Nico cứ yên tâm. Dạ. Dạ thưa cô Tư, trong này đã có làm sẵn một số cán cờ để bà con biểu tình dễ cầm. Dạ. Đơn vị mũi nhọn thọc sâu của cánh quân phía đông báo cáo với thủ trưởng Lê Trọng Tấn. Toàn bộ đơn vị đang sẵn sàng chờ lệnh. Tốt. Nhiệm vụ của đơn vị đồng chí: gặp địch ở đâu, để lại một lực lượng đủ để chiến đấu. Còn phải thần tốc tiến về Sài Gòn, phát huy truyền thống sư 312, cắm cờ Điện Biên
nay phải chớp lấy thời cơ, cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Chúc các đồng chí thắng lợi. Báo cáo. Rõ. Toàn thể đơn vị chú ý. Nguy hiểm. Giờ tiến quân đã đến. Tất cả thần tốc tiến về Sài Gòn. Thần tốc. Tới điểm nào? Em qua quận nhất qua tắm ngân là ban ra sao? Anh cứ theo ảnh, xong việc trở về chỗ cũ gặp dạ, tôi. Dạ thưa bà. Chuyện gì? Dạ, tôi có chuyện muốn nhờ bà. Tôi vội, anh ba sẽ trả tiền. Tôi muốn xin bà một giấy chứng nhận. Chứng nhận gì vậy? Dạ, là có chở bà đi công vụ. Dạ, là để phòng thân sau này. À, được rồi. Anh ba, anh làm giấy chứng nhận giùm em nghe. Rồi. Ảnh là chỉ huy lực lượng vũ trang thanh niên đó. Thiệt hả bà? Thiệt, tôi còn gặp lại anh mà. Dạ cảm ơn bà. Thưa bà con cô bác, để phối hợp với quân giải phóng đang tiến vào Sài Gòn, nhân dân Sài Gòn Gia Định đã nổi dậy khắp nơi để cướp chính quyền. Công nhân nhà máy điện nước đã làm chủ công sở, bảo đảm không cúp nước, cúp điện ở trong thành phố. Phương ta cũng đã nổi dậy. Vì vậy bà con hãy đồng lòng đoàn kết lại. Đoàn kết. Đừng nghe một số tuyên truyền bậy bạ. Ủng hộ cách mạng. Vị tăng của chúng ta phải vượt qua căn cứ Đồng Dù ngay đêm nay. Ai có ý kiến gì không? Tôi xin có ý kiến. Về nhiệm vụ, tôi không có thắc mắc gì, nhưng không dám cho xe đi vì phải đè lên sát đồng đội, nên tôi không làm được. Đó là việc khó, cho nên ta phải tìm cách giải quyết để thực hiện mũi nhọn thọc sâu của đơn vị. Anh Đạt tới kia rồi, chắc sẽ có cách giải quyết. Anh cho một tiểu đội đi cùng với tôi. Ở nhà cứ chuẩn bị, nửa giờ sau xuất phát. Rõ. Ừ.
Đồng chí, lấy trong túi áo tấm ảnh gửi về cho người yêu tôi. Được mà, tôi sẽ mang về cho anh. Alo, Martin đây. Thưa đại sứ, có lẽ ngài đã nghe được tiếng bom nổ. Bây giờ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với nửa giờ trước lúc ngài còn ở đây. Nếu ngài không tin, xin mời ngài quay trở lại Tân Sơn Nhất để nhìn tận mắt. Bao giờ ngài mới cho phép di tản bằng trực thăng, thưa ngài đại sứ? Alo, alo. Đây là đài phát thanh giải phóng tiếng nói của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Buổi phát thanh âm nhạc đặc biệt dành cho người Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Buổi phát thanh bắt đầu. Thưa đại sứ, đài phát thanh của Việt Cộng đã phát tín hiệu đảm bảo an toàn cho máy bay trực thăng của chúng ta rút khỏi Sài Gòn. Đề nghị ngài ra lệnh di tản. Đóng cửa lại. Martin đây. Tôi ra lệnh cuộc hành quân cơn lốc bắt đầu. Điều ngay tiểu đoàn xe tăng 29 ra cầu Bông tự chiến. Trình thiếu tướng, có một bà tự xưng là Lâm Thị Phấn, xin được gặp thiếu tướng. Thật không? Dạ, tôi đã xem căn cứ rất kỹ. Cho vô. Dạ. 13. Phát. Chị Phấn. Chị tìm em khó quá. Chị hai, lúc này chị sọc vô đây làm cái gì? Phát. Chị đến cứu em mà. Trời ơi, chị hại tôi rồi. Ở đây ai mà không biết chị là dân tập kết? Phải, chị là cộng sản. Chị đem vượt 2.000 cây số về đây để lo cho em. Sống, chết, phải tự liệu lấy. Hãy nghe chị, không còn thời gian đâu. Chị phải thông cảm cho tôi còn danh dự của một quân nhân. Alo. Thiếu tướng Lâm Văn Phát phải không? Thiếu tướng cho biết tình hình ở miền khu thủ đô. Tôi đã có kế hoạch phản công. 20 xe tăng đang di chuyển về hướng cầu Bông, sẵn sàng tử chiến. Thiếu tướng nghe rõ đây. Tân Tổng thống Dương Văn Minh lệnh cho tôi không được di chuyển quân. Việc đó bất lợi cho Thương Thuyết, nên thiếu tướng phải thi hành ngay lệnh này. Rõ chưa? Em thấy đó, đến Tổng thống Thiệu cũng bỏ chạy, huống chi em. Chị em mình xa nhau lâu rồi, bây giờ phải đoàn tụ thôi em à. Đã liên lạc được với Tổng hành trình chưa? Báo cáo thủ trưởng, đang chờ ạ. Báo cáo Tổng Bí thư, báo cáo Đại tướng,
Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã sẵn sàng. Anh Văn, cho bắt đầu. Tôi Phạm Hùng, báo cáo Tổng Hành Dinh. Tổng Hành Dinh cần biết tình hình hiện nay và kế hoạch tổng công kích. Hiện nay là 0 giờ ngày 30 tháng 4. Trên bầu trời Sài Gòn vẫn còn máy bay trực thăng chở người Mỹ ra hạm đội 7. Đại sứ Martin vẫn còn ở lại trong tòa đại sứ. Chúng tôi đã theo dõi và bảo đảm an toàn cho những người Mỹ đang di tản. Mũi nhọn của năm cánh quân ra sao? Báo cáo đại tướng, đã tập kết đúng điểm quy định. Giờ rê của chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn theo kế hoạch đã báo cáo với Tổng Hành Dinh. Đợt tổng công kích của năm cánh quân sẽ thần tốc đánh vào năm cơ quan đầu não của ngụy quyền. Nếu tình hình diễn biến tốt, giờ ngọ ngày 30 tháng 4, ta sẽ có mặt tại Dinh Độc Lập. Thưa anh ba, Bộ Tư lệnh Chiến dịch xin ý kiến của anh. Cả Hà Nội đang thức, cả nước cũng đang thức, theo dõi cuộc tổng công kích của các đồng chí. Chúc chiến dịch mang tên Bác thành công. Mục tiêu, tân sinh nhất, chuẩn bị, bắn! Thưa ngài đại sứ, ngài vẫn còn chưa muốn rời bỏ đất nước này sao? Thưa đại sứ, ngài cố vấn Kissinger yêu cầu ngài phải di tản ngay, chúng ta đã muộn rồi. Alo, Tổng thống Dương Văn Minh phải không? Martin đây. Tôi là người Mỹ cuối cùng sắp rời khỏi Việt Nam. Tôi muốn nhắc ngài hãy nhớ kỹ điều này. Dù còn một phần nghìn tia hy vọng cho thương lượng, cũng xin chớ bỏ qua. Chúng tôi luôn ở bên cạnh ngài. Tạm biệt ngài. Tạm biệt đất nước chiến tranh này. Đến giờ rồi, thưa đại sứ. Tôi lại theo điện từ các đơn vị báo về thì năm cánh quân của ta vẫn đang tiến đánh đúng với kế hoạch của chiến dịch. Cụ thể là sư đoàn 10 của quân đoàn 3 bắt đầu tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, và một bộ phận lực lượng của sư đoàn 10 phối hợp với quân đoàn 1 đánh sang bộ tổng tham mưu ngụy. Quân của quân đoàn 1 đã tấn công căn cứ Lai Khê trên đường 13. Quân đoàn 4 đang tập trung bao vây đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy. Còn binh đoàn Thọc Sâu của quân đoàn 2 đã bắt đầu
vượt cầu xa lộ sông Đồng Nai để tiến vào Sài Gòn. Tình hình của đoàn 232 thế nào? Báo cáo, bộ phận đi đầu của đoàn 232 đã tiến gần đến biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát ngụy. Điện cho các cánh quân tiếp tục tiến đánh theo kế hoạch. Đặc biệt chú ý phối hợp lực lượng giữa các mũi tiến công, phải đảm bảo cho các đơn vị thọc sâu hoàn thành nhiệm vụ. Vừa tổ chức tốt cách đánh, chặn các đường rút lui của địch. Rõ. Khi lực lượng địch đã bị mất 4 sư đoàn số 5, số 18, số 22 và số 25. Còn các lữ đoàn thủy quân lục chiến, thiết giáp bị ta đánh cho tan nát và Sài Gòn bị cắt đứt hẳn với quân đoàn 4 ngụy ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì tân Tổng thống Dương Văn Minh qua đài phát thanh đã xin ngừng bắn để muốn cùng ta thảo luận về việc bàn giao chính quyền. Nhưng Bộ Chính trị đã chỉ thị ngay cho mặt trận như sau. Tiếp tục tấn công vào Sài Gòn theo kế hoạch. Tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố. Tước vũ khí quân địch, giải tán chính quyền các cấp của địch. Đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch. Như vậy là không có chuyện ngừng bắn. Ta cứ tiếp tục tấn công. Đúng vậy. Bộ Chỉ huy Chiến dịch sau khi thảo luận đã ra mệnh lệnh sau đây, đề nghị các đồng chí gửi ngay cho các quân khu, quân đoàn, các đơn vị. Một, các quân khu, quân đoàn, đơn vị tiếp tục phát triển và tấn công thật nhanh vào các khu vực mục tiêu đã quy định trong thành phố và địa phương. Hai, kêu gọi quân địch đầu hàng, nộp toàn bộ vũ khí, khí tài và tập trung các sĩ quan từ cấp tá trở lên. 3. Nếu chỗ nào địch chống cự thì lập tức tiêu diệt ngay. Hết. Bắn ra! Trình Tổng thống, anh em chúng tôi tới đây để bảo vệ Tổng thống và bảo vệ nội các mới. Nhưng tại sao 9 giờ sáng nay, Tổng thống lại đọc trên đài,
xin ngừng bắn để chờ cộng sản vào cùng ta thương lượng. Thương lượng có nghĩa là đầu hàng. Hoa cũng như em là quân nhân, thương lượng thật là nhục nhã. Nhưng mà em nên nghĩ, nếu tiếp tục đánh nhau thì số phận của anh em binh lính sẽ ra sao? Hơn nữa, có tiếp tục chống lại họ thì chúng ta vẫn sẽ thua, vì thế và lực của họ quá mạnh. Tôi được lệnh phân công các bạn dẫn đường cho quân giải phóng bằng con đường ngắn nhất. Dạ, dạ. Gần 30 năm, tôi phải xa Sài Gòn bằng con đường này. Hôm nay tôi trở về, gần nửa đời người mới được trở về nơi mình ra đi. Ở đó có vợ tôi, con tôi cũng đang tiến vào cửa ngõ nào đó của Sài Gòn. Vậy là gia đình tôi sắp được sum họp. Trình Tổng thống và các vị, tất cả các cửa ngõ vô Sài Gòn đều bị tấn công. Thiết giáp và bộ binh quân giải phóng đang tiến vào. Ai có vũ khí trong người, hãy chuyển ngay cho trưởng tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Các chúng tôi đang chờ các ông, xin mời.
Các vị ngồi xuống. Ai là Tổng thống Dương Văn Minh? Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, cùng toàn thể nội các đang chờ chỉ huy quân giải phóng tới để bàn giao chính quyền. Các ông không còn gì để bàn giao, vì các ông đã là tù binh. Ngay bây giờ, mời ông đi theo tôi. Thưa ông, ngoài đường súng còn nổ, tôi sợ không an toàn. Quân giải phóng đã làm chủ thành phố, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ông. Thưa ông chỉ huy, chữ ông khó đọc quá. Tôi viết vội trên đường hành quân, ông gắng đọc cho. Ông đọc đi. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chánh quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi quân giải phóng. Chúng ta còn không chừng. Chúng ta còn không chừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.